cứ. Cô tỷ à, cô tỷ. Được tăng cả Tôn Ngộ Không sắp tới đây rồi. Hình như chúng đến đây để đánh boss thì phải đó. Mà boss là tỷ. Ê, qua cầu rồi, cấm trượt nhảy xíu nha. Lẹ đi ê, đứa nhóc kìa, đứa này nhóc. Bọn tử à. Cẩn thận nghe. Không biết gió đâu ra nữa. Thay mệt rồi, ta đi kiếm mì gói về ăn nha. Ngồi đây cấm chuột đại tài xíu. Bóp đây, bóp dí tôi ra đây. Mấy anh bóp không? Bóp trên 5.000, bóp dưới 10.000 đó. Bóp da thì ở trên, bóp lông thì ở dưới. Mấy anh muốn bóp trên hay bóp dưới hả? Ta đã mở hết ô hành lang, không cần bóp ví làm gì. Móc tôi hả? Cô ta mà ngủ không? Móc túi nè. Gà tờ, bóp gì mà sao toàn đồ trắng vậy? Buồn bắp quá. Ngủ không? Không có mày ăn. Sao cô lại dành con bót này với ta làm gì vậy hả? Cái bót này nó nhỏ lắm. Chờ bót khác lớn hơn đi. Người ấy ra tay, độ cũng được nhiều hơn. Bà tỷ à, ngộ không theo đường tăng luôn rồi. Tỷ đừng có đu theo hắn làm gì. Ngộ không là phải của Bạch Cốt Tinh ta thôi. Con gái ơi, con gái của ta đâu rồi? Con gái ơi. Mika, ông có thấy con gái nào bắt bớm đi qua đây không? Có thấy không? Con ơi, sao con lại đập đây vậy chứ? Tại sao vậy? Con ơi, tại sao con gái của lão lại chết ở đây vậy chứ? Trưởng lão có biết ai đồ sát con tôi không đây? Người ăn chay có lúc ngay lúc thẳng, tôi không biết đâu. Chính các người đã giết con ta. Ta phải, chính các người phải báo thù. Báo thù nè. Cái con khỉ này người dành bót với trưởng lão là cái gì vậy? Trưởng lão giận nữa rồi kìa. Đi nãy giờ mà không gặp con bót nào hết. 90 năm gia sĩ, 90 năm gia sĩ, thiếu con hiểu 90 năm gia sĩ, 90 năm gia sĩ. Để ta đi kiếm NPC hỏi thử coi. Người đi xem đi. Hey, ở đây không có bót, chỉ có NPC là bót ở đây thôi. Ê. Bót nè. Dừng tay trưởng lão, đừng đuổi em ra khỏi bang. Mấy con bót kia là bót cùi thôi. Đi một mình lâu lên leo vào lắm. Lý do nào cũng là lý do. Bót cùi cũng là bót mà. Đi, ta xin cáo từ. Để người ra đi không ấm ức. Người cầm lấy, ta lượm được lúc người đánh Bạch Cốt Tinh đó. Ngộ không, bót bọn quỳnh đắp từ sáng tới giờ chính là bụi phiền phiền của ngày xưa. Vì quỳnh đã đi theo đường tắt nên bụi mới tìm cách đưa quỳnh đến bên bụi. Nhưng rất tiếc là phiền phiền. Hỏi thế gian tình là chi? Tình kiên sinh tử song hướng, trích ly mặt sầu. Ông già kia, sao ông lại không đưa bước sườn sớm cho ta? Tại sao để tới bây giờ mới đưa hả? Được sớm hết tìm xong rồi. Vậy ta đi đây. Ê, quỳnh nó trả con đuổi à. Ngộ không quá nét. Ai sách vali gì giống sếp quá vậy? Hả? Sếp về rồi. Từ, mở tìm nét cho các con chơi nè. Sẽ không cần phải ra tiệm cậy cuốc nữa. Sếp về mở tìm nét nè, mọi chị ơi. Mở tìm nét thì nó sẽ tập trung đi ta đi đánh boss ở trong game Hậu Tây Du hả? Lão đừng tăng nó đi, ám giấu thư tình của Phi Phi gửi cho ta. Ta bỏ bằng tiền cho hắn đi đánh boss một mình luôn. Chính xác phải không mọi chị? Chính xác. Ê, bình tĩnh nè mọi khỉ, còn một chuyện nữa. Khi nào thấy đường tăng trong game Hậu Tây Du, đồ sát ra cho ta. Chuyện nhỏ, xin cứ để cho mọi khỉ lo đi. Có ngộ không thì không có đường tăng. Khỉ nào đồ sát được đường tăng thì ta sẽ thưởng thẻ hàng yêu phục ma 50k. Ổn định quá.